chuyên gia dự đoán, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi sắc trở lại vào giai đoạn 6 tháng cuối năm 2019 khi chính quyền thành phố thực thi nhiều giải pháp hành chính tháo gỡ khó khăn pháp lý cho các nhà đầu tư. Các doanh nghiệp đều tin tưởng vào tín hiệu tích cực rõ nhất vào việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy nhanh quá trình giải quyết những tắc nghẽn về thủ tục phát triển mới dự án. Từ đó, thị trường sẽ dồi dào nguồn cung nhà ở mới trở lại trong thời gian ngắn tới đây. Theo thông tin từ Hiệp hội Bất động sản, việc thành phố Hồ Chí Minh cho phép gần 80% dự án đóng băng do vướng thủ tục hoạt động trở lại, đây là một tín hiệu rất tích cực cho thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng tới đây trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm nhiều tháng qua.